Tương bừng khai trương shop túi có nhiều giảm giá mọi dịch vụ trên shop. Nạp 20k có cơ hội dẫn đến 999 con huy, nơi có dũng một quay minigame siêu hot, nơi bán nước tên quân giá siêu rẻ, 100% trắng thông tin. Anh em hãy truy cập ngay shop túi có nhiều.com để ủng hộ mình nha. À, Tú ơi, chị giao nha. Lại một tiếng nữa nha. Có tà long không múa con đấy. Hello Thành Nam nhá. Hello mãi chả được chào. Hello Thành Nam nhá. Anh Tú đẹp trái ơi. 100 sao à? Floor đừng full phép còn 100 sao. Ui trời ơi, thôi. Người ta bở cho đầu Tú đó. Người ta bở vào Tú đó. Nguyễn Văn Đạt, Tú like mấy giờ nghỉ vậy? Tú like tới 10 12 giờ nghỉ nhá. 12 giờ là giờ đẹp à. Có one kill. 12 giờ phải không? Đúng rồi. Okay. Là 2 tiếng. 12 giờ. Đừng mấy giờ. Triệu Ngân, hello anh. Alo. 12 giờ luôn Tú ơi. 12 giờ nữa. Bây giờ Tú là nữa luôn. Giao án gì đây à? Giao án Natana đừng chứ gì nữa. Đó, sợ đó, bắt đầu sợ đó. Phạm Quyết, uy tín luôn mà anh, mặt miếu. Không, nghe nó không uy tín em ơi. Ôi, nó có chiêu anh em ơi. Mà sẽ mấy trượt rồi nha, trượt 2 cái rồi nha. Mày không ôm trụ đi mày chết bây giờ đó. Nghĩ ba luôn, đúng rồi. Nguyên Bình, không uy tín thật. Bắn cái coi. Úi giời ơi, tự thế nào. Kìa, yếu cả. Không lỗ tâm mà. Có thần quang mà. Sáng giờ chặt bê thế rồi ta. Trần Việt Anh, Nam Thắng Hữu. Này, gỡ mấy ai? Có hàng ở đây lận. Đây. Chúng rồi nha. Trời ơi, rồi đòi số kill. Anh Tú ở bên Yên Hải. Mày chưa được có bốn đâu anh em. Không, chưa được. Ê! Chạy! Ai đó mọi người. Ui, thằng này có tâm ý không? Lui, chạy anh em ơi. Ôi, anh Mắc ơi, đừng lên cấp 4 anh Mắc ơi. Cho em về anh Mắc ơi. Hà Minh, anh cần 5x tranh Tú. Ê, đừng lên cái bóng chạy. Ui trời. Ok. Đúng cấp bè luôn. Đây mình mạnh mà. Thế mày mình là Taria đi đường là top 1 thế giới rồi. Chờ bé là show đây mày, tao đây bé show là nắng nha. Chạy lên, làm sao mà ưu tiên được. Làm sao mà chói được mình. Nguyễn Huy, rác gì anh. Thấy chưa, thấy bé. Nó lên kìa. Cứu đi. Rồi sao Nguyễn Việt cầu rồi mọi người ơi. Thằng này đường thì không chơi được thằng này rồi. Thì lừa nó chơi chiêu 1 anh em à. Rồi xong rồi. Thằng này sắp chết rồi, mất chiêu 1 luôn, sao vào luôn nè. Ui chết luôn kìa. Hà Minh, em tin anh cân 5 đường. Đó, mất chiêu 1 là chết anh em ơi. Đó, cách khắc chế Phoenix đó. Cách khắc chế Phoenix đó. Để mất chiêu 1 anh em à, thì dù nó mất chiêu 1 nha. Ủa như con Phoenix nó kêu tơ còn la mà đúng không ta? Thì đúng rồi, nhưng mà biết cách đánh thì đánh được nó. À. Minh Hằng, lén cứ coi anh lai xíu má em bắt đèn. Này cha, ai biết lần này mình thấy. Tôi không dám chơi được nhịp 2 là chết rồi đó. Tối ơi. Gì vậy? Sao nhiều đội kia vậy? À, trong anh có cần ăn đấy đâu. Triệu Ngân, anh cân 5 ít. Ê, thằng này không chơi. Ôi, đi cầu ghê. Ôi trời ơi. Sao lại được pha vậy? Ui, em ơi. Một pha anh em ơi. Minh Hải, lỗi không nạp được sao để cảm tú. Lỗi gì mà chết rồi, không? Ui, sao nó đẹp em vô trụ ấy nhờ. Đúng rồi. Đứng vào tường thì không được. À, đứng vào tường thì mới được. Một hoa anh em ơi, đậu phòng nó bay lên rồi mình được hoa anh em à. Xuyên hoa mọi người. Ui,
Đỗ Đức Hải, anh múa hay quá, làm người yêu em đi. Con bé ơi, sao mình yếu cho mày đồng đội mình mạnh mọi người ơi. Em không follow và em đòi làm yêu. Cho đâu? Follow đi. Mình đợi nam mày, mình đi em đi giết tôi đi. Chạy đi mọi người, chạy đi. Chắc là chết, không phải. Anh chơi cùng đi lát dùng anh. Có, vẫn chơi mà. Đông mày, nó chạy lên đông mày. À, biết ngay mà, biết ngay, phải nít ra đây mà. Thái thẳng thắn, anh sinh năm bao nhiêu vậy ạ? À? Mặt cười nhăn răng. Nó mất kiêu hài rồi, Ui nó còn chiêu 2 kìa, vãi cái trưởng nó hồi nhanh thế à. Lụm lên luôn, nó mất tim mất con xương luôn. Ờ mất chiêu 2 luôn. Ê à, thằng này. Nhìn ao nha, nhìn ao nha, ao nha thằng này nè. Đó. À trời ơi, xong rồi. Trời ơi, hụt khoa không là ao nha rồi. Em đã ghé qua rồi đấy. Gì vậy? Ôi chạy ngu rồi, Trời ơi, chạy ngu rồi. Đáng nhẽ là chạy được rồi, non quá anh ơi. Đu luôn. Rồi ghé ra ngoài ai. Đủ luôn anh em ạ. Để lên cái kháng phép nữa. Thằng này phải lên kháng phép anh em ơi. Kéo, ui, kéo kìa. Chạy đi. Ờ, tao biết kìa, lượm luôn. Hay quá. Bắn luôn. Ui, chơi game sợ kìa. Chơi game bắn thường thế giới, sợ kìa. Ui, sợ không ăn gai kìa. Combo, ui, không đủ đen kìa. Ui, châm, trời ơi, châm anh trưởng vào quá cái trưởng luôn. Sao chết rồi, trời ơi, cứu tôi đi. À, em. Tù ăn L.O.L. Đúng rồi, phải quyết nhá. Ui, tao đang bắn mà mày kéo tao vậy. Ui. Thôi, game này mình yếu quá, đồng đội mình gà gắn rồi. Tú với chị Trâm rồi gắn. Em xu hơi yếu à. Hưng Huy Vô. Đòi giết chị Trang kìa. Trời ơi, không biết ai à? Mà khác. Làm về đâu? Không tới tầm. Diễn viên lỗi. Chưa có tới tầm. À, mình lấy con này đi dòng chơi thôi, cũng quý nhiều rồi. Một viên này, trời ơi, một viên khóc thét em. Mới có fan từ ác lên. Ai kìa, ai kìa. Yêu cầu thế giới kìa. Làm gì đi. Đau, băng chủ đau lắm. Ôi trời ơi, hôm qua thôi, đau mắt rồi. Ui này bay vô đâu vậy? Thằng này kéo hay, thằng này có hay. Gắp thằng Trang chậu rồi. Sợ cái gì vậy? Một viên nè. Một viên bả chạy như vậy thôi, bả chạy như vậy. Ui cái gì đó. Phạm Thúy, anh Tú hãy tưởng tượng đây là một ca sao đi anh Tú. Ok, cảm ơn em nhá. Mày này. Đánh luôn. Chém nữa à. Chém nữa kìa. Mình đạt bè con mắt thì gian hàng luôn trời. À, mít tới làm vậy. Ảo me rồi. Đó, thằng kia nó đi lên là chết rồi. Tuần Tu, xin xét tình anh Tú ơi. À, đây dám đấy trù. Xét tin như bình thường mà anh em, có gì đâu ở đây nè. Đó, vuốt nhanh đó. Tu Trường An, thế lô tú có min. À, hai này con được. Úi dồi ôi, thôi chết trong đây luôn rồi. Cay nhờ, không trúng hoa hết đó, cay nhờ. Lê Hồng Quân, Tú lai đến mấy giờ nữa vậy? Lai 2 tiếng nhá.
Chúng ta đây em solo đánh được mà mọi người. Lại 2 tiếng tới 12 giờ anh em ơi. Relationships are such a bother. Ê! Một dê nha, một dê nhém đó rồi kìa. Ui trời ơi. Bác cái chữ vừa ngước lên màn hình nó kéo luôn anh em. Vãi rồi luôn. Thằng này hết máu à? À không, thằng này có sai quên ạ. Nó có sai. Nó có sai anh em ạ. Vãi rồi luôn. Vừa ngước màn hình bị nó kéo bất ngờ vậy. Chứ còn gì nữa? Một giây hai đôi nha. Ủa thằng Crack này kéo không chung thế nào luôn kìa. Thằng kéo ghê nhờ. Để kéo không chịu phải nào luôn. Cây cây kéo trầu chết cây. Game mà chửi thế. Ender mày tí cấm floor thì làm trận đi anh ơi. Đúng rồi, có Lily có skin Lily kìa. Cứu tôi, cứu tôi. Rồi người mình nhấp cái đồ mà chết à? Mình sợ chết à? Ui ui. Đi cứu đi. Ui ui. Mới tay rồi, mới tay ngay đó luôn. Em đi ngọc biết đừng không ta. Chạy mình chặt khó rồi, Ui trời, tóc biến theo luôn kìa. Này thì tóc biến theo hay đúng ơi. Ui hay đúng ơi. Không chết kìa. Ui rồi ôi quá may mắn. Đúng. Ô quá may mắn anh em ơi. Phút cuối. Thằng kia nó chửi cái tim bò. Thằng kia nó chửi cái tim bò con quái, hên quá. Ờ bị bắn sắp mặt luôn. Cho mình bắn sắp mặt luôn rồi. Để giết hai này đó. Hai này hơi ít. Ủa ba thằng à, ba thằng hơi nhiều. Ba thằng gì lại hơi nhiều. Đây đây người mạnh nhất mà đồ đây đây. Chơi game đi. Em xin giọt biết anh đổi like vui vẻ nha. Ôi chết rồi, chết rồi. Cứu. Giờ chèo cứu đây nè. AT có AT mà, đúng rồi. Ui rồi ôi AT ơi. Chơi chưa cuối thế thì chết tú rồi. Ủa AT sao đợi đấy? Nó bay tới ok. Không, nếu mà ấy trước ấy. Nếu mà chắn bức tường trước thì nó không bay được. Nhưng mà AT chắn bức tường hụt rồi. Tới rồi, chắn. Nãy gần tới chắn bức tường nha, nó khỏi bay vô. Chắn bức tường hụt rồi. Anh bóc cái tú rồi à. Bóc gì đây? Làm sao khỏi nó đi. Đánh đá không? Đánh đá không? Nguyễn Văn Kiều, con đánh đá CS fan tính. Đánh đá ghê à? Cái gì lần sau khỏi tí à? Con gái à? Con gái à? Đánh đá dở sợ, bé gấu cô đơn. Bé gấu cô đơn à? Lê Hình Hiếu, tú hết may mắn. Chọc bơ chết người kìa. Ờ kìa. Ui nó. Ui nó uốn bé gấu. Ui. Phạm Đức, mai em ít này, đúng rồi. Mặt nếm. Mình đi lang ta lang quang đủ với người tấu với sự chạm ra. Chuyện cái đánh yếu quá nhờ. Như, hình như có mắt là nó hồi mình hồi báo nhiều đúng không ta? Nó chơi cho manh không vậy? Nguyễn Văn Kiệt, ao nhảy. Cần hết anh em ơi, cần hết. Tú này hết rồi, Tú với chị Trâm này hết rồi. Thôi mọi người cá làm gì, mình nói chuyện mọi người. Chứ bây giờ mình đâu có làm gì quẩn quýt nè. Đấy, ở sau bán hết bây giờ team này. Ủa kìa? Ở sau bán hết bây giờ team này. Đâu ấy, chết luôn kìa. Ôi, bắn trúng được mạng kìa. Trời. Ui, bắn trúng được mạng kìa. Giỡn, trời ơi. Bán thì chặt chứ mà bán cái S thì bán coi S thì số 1 thế giới à.
À, bán bình thường nó chặt chứ. không thích Nghe support là cho tên chơi đúng không? game. Đúng rồi. Một viên này, ui một viên kia bả chạy rồi. Trời ơi, sửa ăn này. Thôi rồi, ao nhảy hết luôn. Mày đòi giết ai vậy? Mày đòi giết ai vậy? Để bạn được sẽ gấp lại không bị xấu à? Ui chào ui. Ui chào ui 6 luôn kìa. Năm thằng hết à? Ấy. Hello chị Thư nhá. Loan Phạm, một phút bình ngô đại cáo. Phê nứt với chúng tôi. Phê nứt với chúng tôi. Hello chị anh Thư nhá. Ôi chung kê, chung kê, chung kê. Bây giờ mới biết là chị anh Thư. Mới trưởng. Một viên nè, ui bắn một viên thắm á nhờ. Yeah. Quay bút bẩn vậy. Đi về cho tôi cân nam phát. Alo, alo. Đi về cho tôi cân nam phát. Ôi sao chết rồi. Để em quay ra cho tôi, để em quay ra cho tôi. Giờ mình tấu vô mình bán ké nè mọi người. Vì thằng này nó bay bên ngoài ta. Ui. Ui. Có lượng đau đâu khủng khiếp vậy. Đừng đau gì mà khủng khiếp vậy. À, thằng này luôn, thằng này yếu lắm, thằng này yếu lắm. Thằng này nó chỉ có chiêu 1 thôi. Ôi, từ Nguyễn Thị Thùy Loan, làm trận bắp gì đi anh. Bắp gì à? Sao nó chạy được vậy? Coi chừng thằng mắt nó ra nha. Thằng này có cung chưa ta? Nguyễn Tuấn Huyên, múa vẩy tim bản khóc thằng này có cung, thằng này có cung. Không, không, không chơi được thằng này có... bỏ. Ôi, quản chưa win à? Chưa win. Trời ơi, chơi game mà win sớm. À, ồ. Ở thằng mắt ra kìa, thằng mắt ra kìa. Bay nó bay tú á, nó bay tú á. Này. Nó phải là bay cho anh tiếp à? Ui giời, thằng này thích bay cho anh hay sao á? Đúng hả? Bay xuống luôn à? Ngừng, quay xe. Quay xe rồi, thằng này quay xe rồi. Ui trời ơi, nó bắn kìa, nó bắn hai cái xỉu luôn anh em ơi, mất xác rồi, nó bắn hai cái xỉu luôn rồi, ui hai kìa, ui thua rồi, ui thua, ôi rồi, về luôn cũng thua, ui bắn hai phát mất xác luôn anh em ơi, xác mình đâu mất tiêu luôn, em mới hảo chứ, ơi thua kìa, bắn đi, thua đâu, nè, nhìn em ơi thủ nhẹ nè. Ôi bắn thủng nữa trời ơi, thôi. Cái boss đã hấp bắn thủng rồi, cái boss đã hấp mà. Đấy bắn nó, nãy giờ nó kéo kiểu cái ảo không à. Không ngờ đâu chị, chàng này chưa thua được, có bet eo xuống đây mà, eo xuống thế giới mà. Bắn luôn chết kìa luôn, đúng không? Đây, dạ solo luôn, tóc biến ra solo luôn. Dạ bắn luôn, bắn thường chết rồi. À đâu rồi? Ủa sao xác mình mất tiêu ta? Thằng này không bơi giờ bắn chết luôn á. Đừng chết vậy, bắn. Ui sợi được rồi. Ủa, thôi, AFK được rồi. Lạc đàn quán sợi. AFK được rồi, AFK được rồi. Lão trưởng, chào anh, nghe danh hello. Anh đã lâu. Hello lão trưởng nhá, an toàn thôi. An toàn đi, các an toàn đi. Thế giới đây rồi. Nó bay gấu nè. Không bay à? Ờ bay. Chào anh. Bay à. Có chữ cuối mà, không có chữ cuối. Chơi không kìa, kẹp tử à. Thì nó mạng mà. Tử à. Đổ mạng mà. Bắn mù mắt rồi, trời ơi, bắn mù mắt. Thôi win đi không thua đó. Tiếp nó hai thằng AD mạnh quá. Giỡn, em xu top 1 thế giới nè. Dương Quang Đạt, ngọc với đồ anh ơi. Đang đánh em một xíu nữa. Thằng kia làm gì vậy? Thằng kia làm gì vậy? Ông nhây, gọi chết kia rồi. Mấy thằng này đòi solo à? Ôi. Thôi. Đi chặn lính nó chứ mấy ảo chứ. Để bán. Thần đồng nát. Bán cái gì? Bán này. Thua rồi à? Sao thua rồi à? Trời, sẽ thua rồi đâu. Nắm cho ba mình tay rồi mọi người. Kìa, qua vậy. Qua anh em ơi. Nhưng mà trong anh cát hơi ghê nha. Ui, đời ghê ai,
Tao có giáp hồi sinh đó, tao có giáp hồi sinh đó. Tao có giáp hồi sinh đó. Lì này. Lì này. Ok chết luôn rồi. Có giáp hồi sinh mà dám bay mình này. Làm 3 cân 5 đi anh ơi. Thôi thôi thôi, hai nó 2D thì không cân 5 được. Bây giờ nó 1AD thì mới cân 5 được. Nó 2D nó bắn mình xỉu luôn anh em. Được em. Thằng Phoenix nó bắn 2 phát 4 ca máu, sợ vậy. Ui ui Flo nó nửa muốn cực á. Em xô MVP nha mọi người. Eo xui mà đòi MVP thì đúng là xóa game đi. Tố cáo ra ra luôn. 15 à 17 sát còn không để MVP nữa. Ôi trời 19 mạng kìa. Ui. Ui. Chị Trăm với Tố Cáo. Tố Cáo 30 mạng rồi.